Mọi người có coi cái clip mà cái bà Đầm á, bả quay mấy cái chị mà tập yoga trên đỉnh Fansi Băng chưa? Trời ơi, bả khen view đẹp quá mà bả chỉa vô hả, ngã tư ngã ba của mấy cái chị tập yoga, bả chỉa vô mấy cái đường quyền chân công chúa mà. Xong bả khen view đẹp quá, rồi chắc mấy bả về mấy bả coi được, chắc mấy bả nghĩ là mấy bả được khen đẹp thiệt. Không má, xin khẳng định luôn là người ta khen đểu đó. Thiệt sự luôn. Mà Su cũng không biết sao nha, mà mấy cái chị tập yoga thường hay rất là tự tin về cái kinh cái khả năng mà uốn dẻo nè, hoặc là về cái body mà của những người tập yoga. Su nói thiệt, 10 người tập yoga là hết 11 người body rất là lỏng, rất là không đẹp nha. Với lại là nghe đồn là trong yoga có bộ môn là chồng chuối đúng không? Mấy chị chồng riết rồi á, hai cái trái bưởi của mấy chị nó đi đâu mất tiêu luôn á. Không biết mấy chị có mọc thêm trái chuối không, nhưng mà em thấy hai trái bưởi mấy chị đi đâu mất tiêu à. Nên là khuyên với mấy chị luôn, nếu mà chị nào mà chưa tìm được hai trái bưởi của mình á, qua bên Suzy Care làm cái liệu trình Exo sẽ giúp cho mấy chị tăng lên từ 3 cho đến 8cm nha. Rất là dễ dàng luôn, không tăng cân, không tác dụng phụ gì hết. Còn mà mình muốn giảm cân á, thì ngoài cái việc mà mình tập yoga, tập gym ra, mình còn phải tiết chế cái lượng calo nạp vô của mình nữa. Mà để tiết chế như thế nào thì hãy để S-Slim giải quyết cho mấy chị nha. Sẽ giảm từ 3 cho đến 10kg sau một liệu trình dễ ẹt luôn, không mệt mỏi, không buồn nôn, không chóng mặt, không hại gan thận gì hết luôn nha. Vì sản phẩm bên Su là organic 100%, có nghĩa là làm hoàn toàn từ những cái loại thiên nhiên hết. Thì nói chung là mọi người cứ qua bên Suzy Care ha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại với mấy chị tập yoga. Thì ngoài cái clip mà mấy chị lên trên núi thì còn có những clip mấy chị chui vô đám cưới nè, mấy chị trà trộn vô đám cưới, rồi mấy chị buồn quá mấy chị ra quốc lộ mấy chị nằm luôn. Oh my god. Để Su phân tích nha. Cái vấn đề mà Su làm cái clip ngày hôm nay đó là do khi mà nhìn thấy những cái clip của mấy chị tập yoga này, Su có một cái thắc mắc mà Su trăn trở hôm qua tới nay Su ngủ hỏng được. Su mới ngủ được có 8 tiếng đồng hồ thôi mọi người. Đó là mấy chị xuất hiện ở những cái chỗ đó và mấy chị làm những cái điều đó để làm gì? Mình sẽ truyền tải được cái gì? Mình sẽ tạo cảm hứng hay là cái động lực gì về yoga hay sao? Em không hiểu. Em chỉ thấy hiện lên hai cái, hiện lên đúng một chữ thôi, là cái mạo của mấy chị. Mỗi lần mà em coi mấy clip đó em chỉ tập trung em nhìn mấy cái mạo của mấy chị thôi, chứ em không có tập, em không có phân tích được bất cứ cái gì nữa hết. Giống như cái clip trong đám cưới đi, là mấy chị nghĩ là mấy chị biểu diễn cái đó là để làm gì, trong khi người ta tới đám cưới chỉ với hai nhiệm vụ thôi, một là ăn, hai là uống. Rồi bây giờ mấy chị lên tập yoga để mấy chị truyền đạt cái gì? Không lẽ giờ cái người ta đang ngồi với người ta ăn, cái người ta thấy mấy chị trên này vậy cái làm sao? Trời ơi, mấy chị mùa vô gá hay quá, nhìn mấy chị ngon cơm quá, mai em về em đi tập vô gá liền. Em nói thiệt, em tập mà em bánh cải giò em ra gì nè, chắc chồng em nó mê lắm ni, nó ghiền lắm ni đó. Chung quy lại cũng nhiêu đó, chứ không có thấy là cái lợi ích gì về sức khỏe hết trơn á. Tại vì cái mà mấy chị đang đem lại cho người ta nhìn nó bị phô. Cũng may á là mấy chị còn biết đường mấy chị chui vô đám cưới, chứ có khi nào một ngày nào đó mấy chị chui vô luôn đám ma người ta, mấy chị chui vô luôn đám giỗ người ta không? Mà em cũng nể nha. Tại vì á, Su đã có lần Su đi lên Fansi Băng rồi, nó lạnh lắm mọi người. Su mặc một cái áo cổ lọ và một cái áo khoác, nó vẫn lạnh cống luôn á. Mà mấy chị dám quất cái bộ đồ tập thể dục, xong mấy chị lên mấy chị banh ra chển rồi, cái mạo của mấy chị nó có bị đóng băng không? Nói thiệt nghe, vừa xuống chân núi mà giặt cho coi chắc nó tím ngát luôn á, nó lạnh quá nó chịu không nổi. Vô sâu hơn nữa là giặt cái hột me của mấy chị nó ra mà búng một cái, em nói cái hột me của chị nó không tan rã thành 800 bảnh nữa thì thôi. Mấy chị ơi, mà còn nữa nè, ở một cái góc xéo của Fansi Băng á, khi mà ở trên cái đỉnh đó đúng không, mình đi xuống một chút xíu là có nguyên một cái tượng Phật to đùng. Rồi mấy chị lên trển mấy chị banh cái mạo mấy chị ra, trời ơi, em không thấy có bất cứ một cái thông điệp gì ý nghĩa trong cái clip mà của mấy chị làm, trong cái hành động của mấy chị làm hết trơn á. Nhưng mà mấy chị cũng đâu có hiền, đâu phải là tự nhiên mấy chị hả vô tình đâu. Tại vì sao, nếu như người ta muốn thể hiện mà một cách văn minh, người ta sẽ chọn bộ đồ màu đen. Còn đằng này không, mấy chị chọn mà mấy cái màu chơi đời lắm, màu da, màu neon, màu vàng chóe. Nói chung cái màu gì mà tự nhiên mà người ta nhìn xa xăm, người ta thấy cái cục vàng vàng đang banh banh cái mạo ra là người ta biết mấy chị liền đó. Mấy chị chơi, mấy chị chọn mấy cái màu dân chơi đó không à. Là có nghĩa là đây là cái ý đồ của mấy chị rồi. Mấy chị đừng nói tôi bị oan. Mấy chị đừng nói là tôi vô tư quá, tôi không có nghĩ gì nhiều. Có mấy người mới nghĩ xấu xa này nọ không. Chính mấy chị phơi ra cho người ta thấy như vậy đó. Mà em nói luôn nè, làm vậy nó rẻ rúng.
nếu mà mình muốn đúng không, mình vô cái resort, mình thuê hẳn cái resort á, rồi đó mình vô trong chổng mình làm cái gì đó mình làm. Trời, em nói thiệt, mấy chị phơi cái mạo mà 8 tiếng một ngày mà tới nỗi cái mạo mấy chị nó cháy khét, nó đang thui mà phải lúc mà về mà phải lấy cái muỗng mà nạo khét, là giống như mà nạo miếng mà mấy cái đít nồi mình người ta nấu á, hiểu không? Cũng không ai nói gì tới mấy chị, tại vì đó là cái chốn riêng tư, đúng không? Rồi mấy chị quay lên mạng, mấy chị đăng cái những cái clip đó lên mạng, phải nó đẹp không? Phải nó tôn lên những cái đường nét của yoga không? Không, mấy chị cứ chơi vậy đó, ra mấy chị cứ trà trộn như những cái chỗ nào mà đông nhất, rồi hả, nhiều người nhìn nhất để mấy chị phô diễn ra. Rồi mấy chị thấy nó đẹp không? Quên, mấy chị phải thấy nó đẹp mấy chị mới làm chứ, đúng không? Nhưng mà thôi, Su nói rồi đó, khuyên mấy chị một câu chân thành luôn, đừng làm vậy nữa, tại vì nhìn vô thấy nó ghê, thấy nó tởm, chứ không thấy một cái bất cứ một cái gì đây ấy. Với lại nè, em nói cho mấy chị nghe luôn, khi mà mấy chị làm một cái động tác khó, mấy chị nghĩ là người ta nhìn thấy mấy chị làm được, người ta khâm phục hả? Không, tại vì người ta mắt nhìn cái mạo của mấy chị là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là người ta không có tập yoga, người ta không có biết cái động tác đó nó khó. Mấy chịu hiểu không? Người ta nhìn người ta không biết đâu, người ta chỉ biết là cái gì đâu mà mấy cái con này nó mặc cái gì mà tự nhiên nó banh banh cái gì tùm lum tà lá này. Mà gặp bà nội của em á, là bà nội em sẽ nói trời ơi sao tự nhiên mấy quỷ này banh giữa được, ôi mấy quỷ này banh lủng ra giữa đường vậy trời. Trời ơi, con gặp con tao một cái ha, tao lại tao giả vô cái lủng của nó 80 cái đó. Đó là bà nội em nói như vậy đó mấy chị, cho nên thôi mình đừng làm vậy nữa. Mà em nói nè, trước khi mà mấy chị làm điều này á, mấy chị có bàn bạc với chồng của mấy chị không? Mấy chị có bàn bạc với con của mấy chị không? Hay là nếu như mà mấy chị single á, thì mấy chị cũng phải sợ là cái clip này lan truyền tới gia đình của mấy chị chứ. Qua cái lớp bộ đồ, nhưng mà cái gì mà mấy chị banh ra là người ta cũng sẽ bị tưởng tượng ở trong đầu á. Mấy chị vô tình là mang tới cái nghiệp chướng cho người ta nha, đó là làm cho người ta bị nghĩ bậy á. Đó, rồi em hỏi mấy chị, mấy chị giả bộ, mấy chị lại hỏi chồng, mai em mặc bộ đồ y vậy nè, đó rồi em lên trên đỉnh núi em banh như vậy nè, rồi em banh ra hết cái cỡ vậy nè, em phơi lên vậy đó, rồi em làm những cái động tác này nè, chồng thấy được không? Chồng ông chồng nào mà ổng chịu thì ổng chấp nhận cho mấy chị thì em cũng thua, chứ còn đa số là họ không có chịu đâu, họ nhìn nó kỳ cục lắm nha mấy chị nha. Rồi á, khi mà chồng con của mấy chị mà cản mấy chị, cái bắt đầu mấy chị sừng lên, mấy chị kêu không hiểu tôi, không hiểu gì về yoga hết. Không ai muốn hiểu, không ai muốn hiểu, khi mà người ta nhìn vô người ta chỉ thấy cái sự phản cảm của cái mạo của mấy chị thôi, người ta không thấy bất cứ một cái gì liên quan tới yoga hết. Cho nên là tốt nhất là mình đừng có làm nữa, mình đừng có làm gì nữa nha, nhìn không có đẹp một miếng nào đâu nha mấy chị nha. Đừng có để em phải lên bất cứ một cái clip nào nữa về cái bộ môn yoga, để cho những cái người mà họ tập yoga chân chính họ cũng bị vạ lây. Đó là tại mấy chị chứ không phải tại cái mỏ em hổn đâu nha. Rồi vô nói này nói kia tôi đi nha, tôi là tôi bật lại đó, tôi không có hiền đâu nha. Còn đó, muốn nè, tăng bưởi nè, giảm mỡ bụng nè, qua bên Suzy Care nha. Khi mà cái tướng mình đẹp rồi á thì mình cũng đừng tập yoga kiểu đó nha, mình tập cái kiểu khác nha mọi người, nhớ nha.